Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh chợ phiên Tây Bắc. Hiện tại mình đang đứng ở Bắc Hà các bạn, xem những hình ảnh con trâu cuối cùng, có nghĩa là những con trâu cuối chợ và người ta sắp sửa đóng trâu về. Đấy, chợ trâu bây giờ thì một số thì đã về hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên trên đỉnh trên kia để quay cho các bạn xem những hình ảnh con trâu ở trên chợ phiên. Người ta đóng trâu lên xe nhé. Còn giá cả ngày hôm nay thì mình cũng báo ở trên kênh Tây Bắc TV1 rồi. Đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ xem người ta đóng trâu. Đây, xe này không biết là xe 2 tầng hay 1 tầng các bạn. Đây, chúng ta sẽ lên trên kia xem người ta đóng trâu. Ôi, khu vực này khá là đông nha. Xe này khá là to các bạn. Đây, mình sẽ trèo lên đây các bạn. Ôi, xe 2 tầng. Đây là những con trâu người ta đã mua rồi các bạn. Người ta đang chuẩn bị đóng lên xe. Đấy. Mình sẽ lên cao các bạn. Mình sẽ trèo lên cao chót vót để quay toàn bộ xuống cho bạn xem. Ây chà, trên này mát lắm các bạn. Đây, toàn bộ khu vực chợ trâu của chúng ta lúc 1 giờ chiều ở chợ Bắc Hà. Đấy. Đi chơi thôi à, thi nhau trèo đây cho mát. Trèo cho mát, trèo lấy tiền thôi mà. Cháu tưởng mỗi cháu ấy. Đấy, ngồi này. Ngồi đây, ngồi đây. Cháu tiền thôi, cháu ế rồi. Anh và bà dân cứ bán đắt vào. Mình có liên quan đến... Ô, con nghé kia đang trèo đi đạp hết. Nhỉ, bác nhỉ. Đấy, con nghe đấy đẹp đấy. Xe này chắc làm một tầng đấy chứ nhỉ? Hai tầng. Hai tầng ạ. Đóng từ trước, từ dưới từ trước. Thế mới đóng từ trên. Ba chủ chung một xe này sao? Chung, ba chủ chung một xe à? Vâng, đi tên khác một. Vâng. Kiểu tiền cùng dưới đấy là họ chuyến tiện chuyến đường ấy. Vâng, họ đi luôn. Không biết là nhét được bốn mấy con nhỉ? Chắc 42, 43 con nhỉ? Nhiều nhỉ? Có 70 con đấy. Thôi ngủ đợi đi tiền thôi. Đàn ông thì bảo là mẹ ông đền láo thế, đàn bà ông chơi kiểu đấy chết nhỉ. Em giật mình, em tưởng con trâu. Ui, lại tưởng bác chứ là con. Đọc này lâu phết các bạn. Đóng cái này phải mất gần tiếng đấy bác nhỉ. Đóng này người ta còn buộc dây. Còn kia nó bướng nó không đi.
phải dắt con mẹ nó vào đúng không? À, cái này có khi là người ta cho trâu lên, nhưng mà ví dụ ai đến trước là người ta phải cho ra sau cùng các bạn. Không, ví dụ nha, đi cùng một ông này lại đi đến nhà trước, nhưng mà để trâu sau cùng thì chết. Người ta phải bố trí theo đường đến nhà trước thì ngoài cùng. Không thì lúc cả đàn thì cho cả xe xuống thì mệt lắm. Nói chung là họ tính hết rồi. Xe Nghệ An đúng không? Nhưng mà đội xe 90 à? Hình như xe 37 hay sao ấy? Xe 98 à? Ba chủ lớn. Ông lợi là ông nằm mặc áo nào ba? Ông mái dưới kia kìa đấy, nó cối mái dưới kìa. À kia kìa, à thế. Ba con hết sao rồi đấy? Nhiều kìa đấy, anh xem đấy. Hai già. Xe này bình quân hôm nọ cho hỏi là phải 42 con bình quân. Còn to nhỏ thì nó xê dịch nhau một tí nữa. Cả tầng hạ, cả hai tầng ấy. Không phải một tầng. Vâng, làm hai dàn. Ở trời này nó cũng nắng. Cái này cứ đi vài bao nhiêu cây là người ta phải tưới nước ấy bác nhỉ? Cái này. Không tưới á. Chắc là xuống cái cuối dốc của Bắc Hà là người ta tưới một lần. Ở đấy có chỗ tưới nước mà. May sáng nay nó mát được một tí. Chứ sáng nó nắng ngay từ sáng thì giờ này thì hết trâu rồi. Nói chung là mùa hè người ta tan sớm, mùa đông thì tan muộn. À, tháng, năm năm nay nhuận mất tháng bác nhỉ? Nhiều con trâu nó bướng nó không lên các bác. Kéo. Xe này mới đến đây. Con kia nó lười, nó không lên. Nó sợ. Đấy, chính tỏ đây là đi buôn trâu vất vả phết đấy. Đến từ 2-3 giờ sáng, xong tận bây giờ đợi lấy tiền, xong về còn phải đi bắt trâu ở dân bản nữa. Con kia nó không lên các bạn. Nhà cô ở chỗ phụt nước đấy à? À ngay đầu cầu Bảo Nhai qua đây, nhầm. Hay là một ca. Ngay vào cầu Bảo Nhai thì chỗ khác. Mình nhớ nhầm.
Ok các bạn nhé, đấy là người ta đóng trâu, mình chỉ quay sơ qua thôi. Chứ trâu bây giờ cũng hết rồi, chả biết quay cái gì. Quay một số hình ảnh ở trên chợ phiên cho bạn xem là chính thôi. Chợ 1 giờ chiều các bạn đây. Những cảnh lôi kéo động vật thì mình không quay. Bởi vì bây giờ là người ta cho trâu lên ý, người ta hay vụt những con trâu nên rất là thương. Nhưng mà trâu nó không lên, người ta bắt buộc như thế nên là mình cũng không dám quay. Trời thì lắng các bạn, những con trâu chưa được bán đang tồn đọng ở đây. Nói chung là số lượng tồn đọng thì cũng bình bình thôi. Đấy, bây giờ là chợ là có một con xe to đấy là rơi vào tầm 42, 43 con rồi, đến 46 là nhét con đấy rồi. Còn chưa kể những xe nhỏ này. Đây, những con trâu cuối cùng ở chợ phiên. Đấy, những con này chưa bán được. Người ta đang xem con này các bạn. Thôi, mình cũng không quay nhiều. Ở đây xem có ai cho tắm không nhá. Người ta đang cho trâu tắm. Đấy. Nóng mà các bạn, mùa hè. Thôi. Rồi ok các bạn nhá, có lẽ là trâu bò thì bây giờ là người ta cũng chuẩn bị đóng, không phải chuẩn bị mà đang đóng cho xe trâu bò lên xe hết rồi và người ta về. Mình chủ yếu là mình ghi hình lại những con trâu còn sót lại ở trên chợ để cho các bạn xem là biết là tình hình diễn biến ở chợ phiên Bắc Hà nó như thế nào. Còn giá cả thì mình cũng chưa thấy nó biến động hoặc là thay đổi gì lớn nên mình cũng không đi hỏi giá nhiều. Cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc các bạn ngày lễ, ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.